không? Ồ, này là lúa không nè, nè. Nó đầy mấy cái móng trơn rồi thấy không nè. Nè. Đó, ở ngoài máy để vậy đó, cắt đó. Nó đổ phía ngoài này nè, cái nó đổ dữ này không? Ta nó thấy mạnh, mạnh bao mới cũng khỏe hay vậy nè. Vậy là thấy mạnh quá hay sao? Mạnh quá nó bể, nó lòng nó bể. Thôi chạy nghe cà tân. Không đỡ, giỡn nữa. Thôi nghe đây con. Trời ơi, con thở nổi hay gì vậy đây không chân. Chưa. Cái thành độ của ta không thấy. Dạ lúa bữa nay thì nó 76. 76 mình bỏ cọc tiền vậy ha. Rồi cái lúa mình bỏ cọc trước Tết là bây giờ lấy là giá nhiêu mà. Cấp sau này là xong cái đợt này là đợt sau mình sụp lại là nhiêu hết. Nhà vườn ta chưa bán mình mua 76. À mua 76 ha. Cái ngày nào mình mua trước thì mình sụp xuống giá 83 mình lấy. Dạ. Gom công mà nãy đưa lên nhiêu bao rồi? Được rồi. Lâm công đưa 350 còn ít ha. Còn nào chữ tôi không cho nữa. Năm lúa năm nay bà bác bán được nhiêu ký rồi bác? 350. Dạ. Bán cao lắm mà có tới chào tất cả các bạn trở lại với kênh nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ. Thì hôm nay chia sẻ với giống lúa Đài Thơm nha. Hôm nay gặp được chiếc máy DC105X thu hoạch với tốc độ siêu tốc độ luôn, khá là nhanh nha. Thì giá lúa hôm nay thì dao động từ 7.500 7.600 một ký nha. Ở đây thì người ta lấy cọc trước nên giá thỏa thuận là bán được 8.300 tới 8.400 một ký nha. Riêng miếng ruộng này thì nãy bà bác có chia sẻ là bán được 8.350 một ký. Ở thì cũng ở trong cũng mấy anh trong đoàn cũng đang vác lúa xuống ghe, thằng lái cũng đã đậu ghe sẵn lại để lấy lúa của bà con mình nè. Máy 105X. Đây ra ngoài tầm trên 300m nha các bạn. Chiếc máy 105X với tốc độ khá là nhanh các bạn ơi. Đang thu hoạch lúa để kịp cho mấy anh công đoàn đây cân luôn các bạn. Không biết là máy của idol nào đây mà chạy quá dữ. Còn tầm mấy len nữa là xong cái miếng ruộng này các bạn. Mấy anh công đoàn dưới bên nghe lúa với mấy anh cò lúa cũng đang chuẩn bị căng lúa cho bà con mình nha. Cảnh căng lúa đây cũng khá là nhộn nhịp á. Nó bắt đầu căng luôn rồi nè. Mỗi bao là trên 50 kg. Có là ngồi quán mà không lẽ tôi tôi làm gì kêu? Dạ. Đúng rồi, mày chạy gì dưới đi. Chạy ông nội ơi. Tôi có theo ông đâu mà chạy. Mười thằng hả? Ừ. Đi. Mười thằng đi dưới mà. Anh thằng ơi, chào hỏi cười kìa. Dạ mày. Mày nói ông chạy rồi tôi chạy tới quán 6 nè. Dạ là nó má ấy rồi. Đây mấy anh công đoàn rất là vui tính nha.
Hôm nay thì đi tới đâu cũng gặp mấy anh công đoàn chất lúa rất là nhộn nhịp hết. Bốn giờ. Rồi như là máy vô cái len này nữa là xong cái miếng ruộng các bạn. Rồi bị hoắt lại rồi. Bị anh chủ ruộng kêu lại chỉ nó gì bị gì ra lúa ra gì. Cắt lúa nè. Dạ. Mấy được chứ. Ừ, ba nhưng mà nó sao? Mấy này cắt sao à? Cắt mốt có hơn được. Mấy cắt sao mà anh chỉ vậy? Mấy cắt sao mà anh chỉ ruộng vậy? Nó bị nghiêng cái gặn hay sao có hơi ra lúa. Không có, mang nó đổ phía ngoài này nè. Cái nó đổ dữ này không? Đây nè. Cái chỗ đó nó bị nghiện đó chú ơi. Không có nghiện mà nó hút nhiều quá. Cái nào không hết. Nè. Đây đổ ha. Nè, đi chạy đây nè. Nó bị nghiện á. Nè thấy không? Này là lúa không nè, nè. Dạ. Nó đầy mấy cái móng hết trơn nè, thấy không nè. Nè. Đó, máy để dây đó cắt đó. Bị ấy, dài lắm nha. Không, nó này nó cũng mấy cái này cũng có mà ít. Chứ nhiều đó hết lúa rồi. Dạ. Này nó làm sao á ta? Không biết bị nghiêng nó sao. Cái gặn nó nhiều khi bị nghiêng. Thôi bị lúc mà nghẹn á, cái mấy chỗ này nghẹn. Nghẹn lên là phù. Cái này không nghẹn, nghẹn là rơm nó cắt một con này. Đúng rồi. Tục nè, rơm nó nằm nè. Cái này đường giữa mà. Nó nằm về con. Đây lúa trắng bạo nha, chuẩn bị cân. Máy mình ở đâu anh trai? Anh Giang ha. Bỏ vô máy chạy quá trời giọt luôn. Máy An Giang chạy là tốc độ dữ quá nè. Của cô nhiêu công cô? 15 công mà nãy đưa lên nhiêu bao rồi? Hồi nãy đưa 350, không biết này còn được nhiêu nào. Được rồi. 15 công đưa 350 còn ít ha. Coi còn nhiêu bao nha các bạn. Để cô đếm rồi. Bao 317 bao ha. Dạ 15 công. Khá là trúng nha. Dạ. Khẩu hả chú? Dạ. Không có máy thì giờ không có cắt. Ông nói 300 mấy? 317. Cao quá. Cái này là 33, cái đó 20. Vậy 300 bao. Ừ. 300 bao. 300 bao ha. 300 bao 15 xong. Bao. 20 bao này năm mấy luôn chú ơi. Bao này có 55 không? Chút căng luôn hả cô? Dạ. Hiện tại chiếc DC-105 ít đang di chuyển ra đây các bạn ơi. Chuẩn bị xuống phà nha.
Đó thì hôm nay sẽ đi thu hoạch rất là nhiều cái miếng ruộng nha các bạn. Đây, bắt đầu vô đông keng nè. Cái này 105 mít mà thấy còn khá là đẹp các bạn. Đầu quay đưa lái xuống nha. Máy mình ở đâu anh? Máy mình ở đâu ra đây cái gì? Con Giang nha. Rồi mấy anh máy được chia sẻ An Giang các bạn. Chạy xuống phà đi qua cánh đồng khác rồi. Cái chiếc máy kéo nha. Thanh điện mới cắt. Rồi mới đã xuống phà nha các bạn. Giờ mấy anh này không biết là đi xa hay đi gần. Đi gần thì mình đi theo được, còn đi xa thì không có đi theo được các bạn. Phải năm mua mấy, 58, 55 chút lên mới được, chứ dưới nữa là không được á. Quá bự rồi. Căn nữ rồi. Đây là cái cân 100kg nha. Để một chút xíu nữa mình xem coi là mỗi bao lúa là nặng bao nhiêu ký. Cái khu vực mình thì làm giống lúa đài thơm là đa số. Chưa ăn lắm thôi. Chờ đến 18 phải không? Chờ lại cho mèo ăn hả? Không phải, chú biết nhà tôi như không? 7 nhân khẩu mình kilo không? 3 đứa cháu nấu kín 3 kilo. Cặp gà, cặp kẻ. Này chúng quá bể bao quá bà. Trời ơi, chúng bể mùa luôn đó. Bể mùa luôn nha. Quá chừng luôn mấy bao lúa bể luôn. Bia cho mấy con mà sao? Dạ, mấy bà mà mấy bà nói tao nói 1 tấn 2 rồi, giờ mấy bà đúng tấn 2 chưa? Thì em chạy mấy con làm cho bà biết mà. Tấn mấy con ít có làm tấn 2. Tấn 2 lụm 10 triệu thôi bác. Nói lời nói danh dự không có sai đâu. Giờ này uống bia coi nào. Ông ăn một tăng hồ quá, uống nước cho. Giống đầy thơm này nó ký gì đó. Có cái 52. Đất con mượn cho nó. Quá ông Sáu kinh kìa. Quá ông Sáu á. Giác 6 cây phải không? Điện hỏi giờ nào mà đâu mượn. Nước hỏi chứ. Đâu không? Giác bích. Nguyên xẻo người xẻo. Mừng quá, mừng kỹ mẹ luôn đấy. 56. Tôi hỏi mày đâu mà chạy gì đây vậy? Tôi muốn xích tôi chạy. Bạn trốn người yêu xuống đây mà quay đăng lên chết. Đây là gì? Châu Văn Phát. Châu Phát 55. Châu Nhuận Phát. Châu Nhuận Phát hả? Đăng lên người yêu gặp người yêu chơi phái. Người làm.
64. Nữa. Bao vòng này ơi, có phải nổi gì mà đâu luôn mà vòng thấy nặng. Chưa. Này, cái thằng độ người ta không thấy nó bị đài nè. Người ta ngồi bán cùng phê mình nên mình giác. 542. Mỗi bao là trên 50kg hết. Mỗi đồng 50, 52 được. 552. Đi nay mẹ con mình nuôi mẹ con rồi. Thôi mà. Còn hỏi tôi đi đâu? 574. Nói tôi lên đây tôi mới gặp con ngủ quán. Không nói. 5, 6, 7, 8, cái ghe lúa nè các bạn, thì cũng như mấy anh cộng đoàn giác lúa sẽ đổ xuống đó rồi lấy cái bao lên nha, chứ không có chắc cái bao xuống dưới luôn. Rồi xin mến chào tất cả các bạn trở lại với kênh nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực thành phố Cần Thơ các bạn. Hôm nay sẽ chia sẻ chiếc máy Kubota DC70 Plus nè. Máy này của công ty Lộc Trời đưa xuống cắt luôn các bạn. Hiện tại thì lúa này làm giống lúa Đài Thơm 8 nha. Cái giá hôm nay thì lúc trước khá là cao các bạn, có thể là 9.000 hoặc thôi trên 9.000, nhưng mà bây giờ lúa khá là chụp sụp rồi các bạn ơi. Lúa hôm nay còn có 7.000 mấy rồi các bạn, cũng giá 7.000 mấy là rất là dao động nha, mình cũng chưa biết cụ thể là giá bao nhiêu các bạn. Để một chút xíu nữa mình hỏi anh chủ ruộng rồi mình chia sẻ cho các bạn cùng xem nha. Đó, thì cánh đồng của mình đông sưng nên lúa chạy, máy chạy rất là êm nha, đất khô ráo rồi chạy rất đã. Lúa trên đây làm thì một công trên một tấn các bạn. Ở đây mấy anh máy kéo cũng bắt đầu di chuyển ra lấy lúa nha. Ở đây thì mình thấy có hai chiếc máy 70 các bạn, bên đó một chiếc. Không biết thì hai chiếc này có chạy chung không, nhưng mà mình thấy có cách cái đường mương giữa các bạn. Đây, lúa thì nằm trắng động cho nghe, chung là lúa ở đây làm rất là trúng, cũng như là giá cả hôm nay thì tụt mạnh này các bạn ơi, tầm 7.300-7.400 một ký. Có những miếng ruộng mà lấy cọc sớm tầm 8.000-9.000 thì bây giờ sụt lại cũng tầm 500 đồng một ký các bạn. Đây mình tiện thể chia sẻ hai chiếc luôn các bạn. 70 vào lốn hết nha.
của công ty Lộc Trời luôn nha. Máy này máy trên công ty là đưa xuống 2 chiếc các bạn. Chủ ruộng anh thấy giá hơi sụp, anh hơi gầu các bạn, lội vòng vòng nè. Bây giờ hỏi giá anh cũng nói giá quá sụp rồi, ổng hết muốn nói rồi các bạn. Tài xế chồm ra sao coi lúa luôn nha. Đồng hôm nay là vô gỗ đồng các bạn, đi dài dài thì máy cắt khá là nhiều nha. Có những chiếc cắt sớm, còn những chiếc neo lại các bạn. Lúa mà còn hơi xanh thì người ta neo lại vài ngày coi giá nó có ổn định không nha. Anh này thì anh làm 8 công nè, phải anh có chia sẻ. Hết bao các bạn ơi. Bự không á các bạn. Mình lội ra đồng luôn nha. Lúa này thì anh chủ ruộng anh chia sẻ khu vực này bằng một tấn, khoảng tầm tấn mấy chục ký một công. Bông thì lúa này cũng bệnh chút xíu các bạn. Thì máy DC70 cũng thu hoạch gần xong 8 công rồi các bạn. Máy bên này chạy cũng hai len nữa xong các bạn. Công ty có dán tem thuốc vào đầy đủ các bạn.
thu hoạch thì cũng gần xong rồi các bạn. Xung quanh ở đây thì thu hoạch tầm trên 1 tấn nhiều. Biết sao mà những cái khu ngay đây thì tầm 1 tấn mấy chục ký à, người ta thì tầm tấn 2, tấn 3 là lúa cũng bị bệnh đấy các bạn. Đây là công ty Lộc Trời bao tiêu quá trời nha, cũng như là từ giống nè, rồi phân thuốc, như là máy cắt đồ, là lại định giá đồ này kia là đồng ý là bán luôn các bạn. Chạy ra ngoài nó còn lên nữa là xong luôn rồi đó. Chiếc máy kia thì hiện tại đang chạy tuốt ở ngoài kia, cắt cờ đỏ các bạn. Thì hôm nay chia sẻ chiếc máy DC 505X của mấy anh mấy cắt ở dòng Ghiền qua nè. Hôm nay thì thu hoạch giống lúa đầy thơm nha. Giá lúa hôm nay thì mấy anh mua với giá là 7.600 nha các bạn. Đó thì giống lúa đầy thơm ở đây mần khá là trúng. Mấy anh máy mới có qua bắt đầu thả dạt các bạn. Nãy cắt cái miếng cặp bên này thì 1 thông 1 thông 3. Qua bên đây thì mình cũng chưa biết là bao nhiêu ký một công nha. Tại vì bên đây là miếng ruộng của cái chủ khác, có đôi khi nó bằng khác nhau, các bạn có thể là thấp hơn hoặc trúng hơn nữa. Cụ này nó có cái góc xéo vô các bạn, thì hiện tại máy cũng đang chạy xéo theo luôn nha. Thì ở miếng ruộng cái bên là 1 tấn 250 ký các bạn, bán được 7.600 ký. Thì cái miếng ruộng bên đây cũng vậy, bán 244. Là trừ rồi đó, không trừ thì thấy hay gần 50 ký luôn. Nên mấy kéo cũng khởi động đi lấy lúa nè. Chuyến lúa đầu tiên luôn các bạn. Thì hiện tại ở trên cánh đồng mà 8 công đất thì còn mấy bao nữa thì mấy anh mấy kéo gom xong các bạn. Thì mình chia sẻ một chút xíu thì anh chủ ruộng có chia sẻ là 1 công 21 bao mấy các bạn, cũng như là trên 1 tấn một công nha. Đó thì máy kéo sẽ gom chuyến này nữa xong. Mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Mình chúc tất cả các bạn ngày mới an lành, gặp thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Các bạn thấy kênh có hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình đi chia sẻ những cánh đồng cũng như là những chiếc máy cắt khác nha các bạn. Rồi xin tạm biệt tất cả các bạn.